Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Đình Lâm nhá. Ok, thì hôm nay tiếp tục quay trở lại với con iWin anh em. Đấy, thì hôm nay mình lại tiếp tục vác vốn 100k vào chơi cũng như kiếm tiền cho con iWin này cho tất cả anh em cùng xem nhá. Rồi, trước khi vào quay thú thì mình vẫn lập poker trên dưới kiếm vài lít đã cho anh em xem nhá. Đấy, mình phải kiếm lên 5-6 lít, 5-7 lít gì rồi mình mới vào quay thú. Vì con quay thú này, vì sao mình làm nhiều anh em, mình quay nhiều về con quay thú, vì con quay thú này nó cực kỳ rất là dễ ăn, và đặc biệt hơn nữa là cái con quay thú này anh em này, anh em yêu cầu rất là nhiều, anh em yêu cầu mình quay rất là nhiều, cho nên mình sẽ quay thú xem cho anh em xem nó như nào nhá. Rồi bây giờ để vào quay thú nhá. Đấy, mời anh em đón xem hôm nay. Đấy, lật bài lên là 600 mấy thì bây giờ mình sẽ vào tất tay chim luôn anh em nhá. Đấy, để xem này, vốn 1 lít của mình thì mình sẽ chơi kiếm được bao nhiêu trên cái con iWin này anh em nhá. Đấy, thì mời anh em đón xem hết cuối clip cùng mình nhá. Rồi, vọng quay nào. Rồi, ra cong đi, cong cong cong, đúng rồi. Đấy, 2 lít 2x8 anh em nhá. Đấy, tự nhiên vào lại được gần 2 củ anh em ạ. Đấy, tự nhiên vào phát đầu tiên được gần 2 củ ấy. Chiều 7 anh em. Đấy, kiếm tiền không có gì là khó anh em ạ. Đấy, anh em nào mà chưa trải nghiệm với con iWin này thì link mình đã ghim dưới phần bình luận với lại mô tả nhá. Đấy, anh em tải xong chỉ cần liên kết xong inbox qua Zalo cho mình, số Zalo mình trong mô tả nhá. Đấy, mình sẽ tặng cốt rồi khuyến mãi anh em, và đặc biệt nữa là mỗi người tải mình sẽ đưa anh em về bờ một lần miễn phí nhá. Rồi, game nào cũng được anh em ạ. Ở dưới mô tả rồi, ăn tiếp anh em này. Ăn tiếp nhá, x8 nhá anh em. Đấy, dưới mô tả có 3 con iWin, iWin và Kufan anh em nhá. Đấy, mình chơi hiện tại bây giờ mình chỉ còn chơi 3 con đó nữa thôi anh em ạ. Rồi, đấy, còn tối tầm 8 giờ thì mình sẽ like con iWin này bên kênh Đình Lâm Gaming nhá. Anh em nào mà rảnh thì vào ủng hộ xem giải trí cho vui nhá. Và like thì mình có cho anh em chơi event mini game, và đặc biệt nữa là quay ra đùm phát lọc cho anh em hàng ngày nhá. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi, anh em đang xem thì đừng quên cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh nhá. Cảm ơn anh em về cấu trúc của anh em ạ. Đấy, thì mỗi hôm thì mình sẽ dành ra 1 đến 2 tiếng để đưa tất cả anh em về bờ nhá. À đù. Đấy, mấy cái số điện thoại game anh em ạ. Mà em mấy số điện thoại game toàn anh em có bị đóng mình không? Đấy, mấy bọn game anh em nó cứ gọi bảo là khuyến mãi cái đéo gì. Nó bảo khuyến mãi vào chơi, không biết chơi cái đéo gì anh em ạ. Nó gọi mình suốt luôn anh em. Rồi, vãi đồi lại gấu trúc anh em ạ. À, ăn được 2 phát sim nó lại bẻ có 2 phát gấu trúc này. Bây giờ khó nhờ. Câu này khó nhờ. Còn 2 triệu 3 anh em ạ. Còn 2 triệu 3 mất 2 phát rồi. Rồi, bây giờ thì mình vẫn lì lợm anh em ạ. Vẫn bắt chim tiếp nhá. Để anh em nào mà đang xa đảo, xa bờ, cần về bờ thì cứ liên hệ ngay qua Zalo cho mình. Số Zalo mình để trong mô tả anh em nhá. Rồi, tiếp tục nào. Phát này tắt tay không về nữa thôi anh em ạ. 2 phát là cay cú lắm rồi anh em ạ. Phát này không về thì chịu cắt chim mà vứt thôi anh em. Ok, ăn anh em 790k chim cong nhá, x8 anh em ơi. Đấy, khá là ngon anh em ạ. Khá là ngon. Rồi, 6 triệu 1 nhá. Rồi anh em ơi. Đấy, cái con này anh em, nhiều khi anh em mình chơi thế này anh em không tin. Anh em không tin, anh em cứ vào live 8 giờ tối mình live hàng ngày nhá. Ngày nào mình cũng chốt lái lúc hôm trước nha. Lúc tối đây mình không live. Hôm qua mình chốt lái gần 100 củ anh em. Con iWin này này. Đấy, hiện tại theo mình nghĩ hiện tại bây giờ là con iWin này là cái con đang uy tín nhất luôn, dễ chơi và dễ kiếm tiền nhất hiện nay luôn anh em ạ. Đấy, anh em nào chưa xúc thì cứ vào xúc đi anh em ạ. Kiếm một đồng hào hay đồng đấy anh em. Cứ ăn non thôi anh em, cứ vào ăn non kiếm ngày vài 3 lít thôi, 4 5 lít gì đấy anh em. Đấy, kiếm tiền tiêu hàng ngày thôi anh em ạ. Chứ đừng có ham hố giàu vì giàu mấy con này anh em nhá. Con này có khi mình chơi to là cũng bay đấy anh em, không phải là không bay đâu nhá. Nhưng mà theo mình nghĩ là mấy con này thường thường chơi nhỏ nó càng dễ ăn, không biết sao anh em. Hình như nhỏ nó cho ăn thì phải anh em. Đấy, vốn tầm khoảng một vài củ nó cho ăn thoải mái luôn, còn vốn vài chục, vốn tiền trăm là toàn bay thôi anh em ạ. Đấy, hiểu sao. Đấy, như bây giờ mình đang có một cái tài khoản live, mình đang có hơn 200 triệu. Đấy, mỗi lần live mình chỉ rút ra 10 triệu thôi, mình không rút nhiều anh em. Anh em biết vì sao đấy. Đấy, càng nhiều nó càng đớp anh em ạ. À, đấy, phát này tắt tay một phát cho anh em xem cái đẳng cấp của mình nó. Ôi, x8 rồi, 1 triệu 250 x8 rồi.
Ôi phát này thì no bụng luôn anh em ạ, à, gần 10 triệu này. Ôi 9 triệu 7 anh em ơi, 9 triệu 7 nhá. Rồi anh em nào mà chưa trải nghiệm con iWin này thì link trong mô tả và mình ghim dưới phần bình luận nhá. Anh em nhanh tay tải để được nhận code khuyến mãi Momo và đặc biệt nữa sẽ được về bờ trong tay của Đình Lâm nhá. Rồi. Đấy, anh em tải về chỉ cần vào vốn là mình sẽ vào ạ, anh em đưa anh em về bờ nhá. Ok anh em, làm phát này nướng nghỉ ấy. Ok ăn tiếp anh em nhá, ăn tiếp 1 triệu x6 nhá. Máy x8 cũng phải là ngon ngon, lên hơn 2 triệu nữa anh em ạ. Rồi bây giờ lên 12 triệu 600, mình sẽ dừng clip tại đây. Cảm ơn anh em. Bye bye, hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo nhá.